Bé tới rồi nè, trời ơi con của cậu nó lớn nhanh chưa nè, ai cắt tóc cho nó đây? Nguyên một phái đoàn hôm nay đi tìm mọi người đi tới chỗ nhà Sang chơi. À, con tên gì nhà, con tên gì, con tên gì? Có biết chơi gì không? Wow, ôi kìa các anh các chị gắng tới kìa. Đi ra đón đàng hoàng nha. Wow. Con chị Loan đâu? À, anh đâu? Ủa? Đi rước dâu đó. Ồ. Cầm ơi. Hai đứa đây hả? Không con đứa à, con Đây, đứa à, con đứa này của phải ai vậy? cháu chị Xuân, À, cháu chị Xuân mình có hả? thằng này thôi, Ôi, coi chừng té nè. mình có thằng thôi à. Ôi, mình mới kêu. Hello, em chào anh. Ui. Đi vô nhà con chút nghe chưa. Cầm xe Đây, đi đi. cho ngồi lên bắt. Cầm xe. Trời ơi, em bé Na na ơi. đi. Ở đây chạy thoải mái luôn, không có xe nè. Đó, Dạ. Cho nó chơi hả? Đây, vô em đây. Nóng quá hả? Mà tại sao? À, sao này to thế, có ấm mua nhỏ xíu mà. Cùng suy nghĩ với chị á, ý là nói mà có mua bắp được không? Mua bắp được không? Ôi, mọi người ơi, rất là đông vui hôm nay. Sáng luôn rồi. Đây. Mở cửa đi. Cửa mở mà, đi lên. À, em bỏ đi, em xách đồ. Đó. Đi lên rồi dọn đồ xuống ăn. Ăn ở đâu đây hả? Cô đây ngăn cái này nha. Đó, mở cửa mà. Cố. Trời, không cho đứa em đi nữa hả? Lớn quá à. Lớn quá đi. Có giày ra đi đâu? Trời, đi toilet đi. Rồi đi đi. Ừ. Cho về nó nói là nó cười không khóc. Đi đi. Đi với chị Mun, dắt em với nha Mun. Ừ. Cái gì chị? Cái đồ gấp than ở dưới á. Ở dưới á, dưới nè. Con bé. Ông mất cầu thang cái ông cho chị bay đi luôn. Có cái nhiều đâu mà mình đâu hả? Cái này ăn trước đã anh ơi, chút nữa sao mà về sớm vậy? Đũa em đưa xuống đây kìa. Mai không, thứ bảy em mới là thứ bảy chủ nhật. Con ủa con nồi cháo ở trên nữa kìa. Ngồi đi cô. Tính ra bỏ ra ngồi. Trời ơi, cái rau gì mà to ghê ha. Mười mấy rồi. À chị này thì ngồi đi em. Ngồi đi ăn. Làm đi con rất là nhanh nhất rồi. Vô đấy chưa đây. Không làm gì đâu ra đó. Không có chờ từng. Là giấy mua xoa. Có.
Nhưng mà vịt ấy chưa trộn gỏi thôi. Để đây coi hả? Thì sao vất vả quá rồi ơi. Chết cha, để đây nóng nó hư á. Con về thấy nó chơi con thấy đây đây là vậy là chén ăn xong rồi bỏ luôn khỏi rửa chứ lộn cái gì đâu mà sợ còn đây tới chiều mấy tiếng hồ nó mới xào chưa gì hết đã bắt bếp rồi dài miếng xà lách ôi chút nữa có ăn à, nên trộn gỏi vịt đấy. Ăn phải chút nữa thôi, ăn chút nữa thôi. Còn mấy cái này ăn chút không nữa. Con em thì nó không biết ăn cái này. Cho nó ăn cháo cầm. Chút cho nó ăn cháo. No. Ủa sáng mua cái đồ chả này luôn hả? Mua của người bán cái này hả? Dạ. Bà nào bán nè? Bà làm bánh gì? Cái nickname là cái gì Lan Khuê á. Không phải. À, bỏ dạ, giao tận nhà luôn. Gần đây. Dạ. Mua, chắc phải mua nhiều. Chắc phải mua nhiều. Mua nhiều nó giao. Dạ. Mua cho 50 cái gì để nó giao à. À đúng rồi. Con ngồi ghế bên kia đi con. Dạ. Trong cái con bán không cho ớt mình kiếm nó thôi. Dạ. Xì tụng xì tạc. Sáng ngày hồi đó mà về bán không ớt nó vừa chê quá. Canh gì cho nó ăn. Kevin. Kevin hả? Trời ơi cái than nó nóng này kìa, em nói là cái than nó nhanh nóng lắm. Không sao, nó nóng đi. Chưa đâu, chưa nóng. Lấy phải tay vùi vô trước đi. Cái đó ăn nóng mới ngon chứ. Cháo gì vậy? Ăn miếng cuốn rồi ăn cháo nữa. Cháo gì vậy sao? Cháo vịt á, sau đó em bỏ thêm lòng vô nữa. Em bỏ thêm lòng vô nữa. Thôi được rồi. Cứ ăn. Ăn no chưa? Ăn hai ba chập từ giờ đến chiều mà lo gì? Ăn tối sáng luôn á chị. Bữa nay chị khỏi nấu cơm á. Cắn lên như mình giấy á. Vậy ở đây chạy trễ chứ về sớm đâu được. Lắm nha mày. Đó phải về sớm. Tới 7 giờ á. Ăn tối xong mới về. Mai chị không có làm. Có nhiêu làm mà lo gì? Đâu sao đâu. Hả? Làm thì làm chứ có gì đâu. Gần nhà mà lo gì. Trời ơi, đây đi chơi. Cô đang đi đâu rồi? Cô không ăn à? Có, cô có ăn. Nếu mà đông khóc thì chắc cũng... Cô vô đây ngồi chơi đi. Cô đâu không biết. Cô đang đi ơi. Cô ăn cháo không? Không, không ăn cháo. Không ở đây nói chuyện tào lao chơi vui cô. Ngồi đây nè, bây giờ mình nó nhả đi hết rồi. Hai cô đang có cái bàn kia vui gì à. Cái hai bè mà vui. Kéo ghế kìa con. Cái hai bè mà vui gì. Hết rồi. Anh đem mấy đứa nhỏ nó ăn xong rồi. Ngồi đây đi. Nói chuyện vui. Giờ ngồi nè, giờ bắt đầu sạc vi cháo cho con gì cho nè. Có quay phim chưa? Em đang quay kìa. Quay đi chứ. Quay đi chứ. Trời ơi. Đó mà ảnh lớn đâu mà bốc kìa. Quay phim. Đừng nghe nói, đừng có quay thấy mặt rồi, nghe tiếng rồi. Chứ mình xấu ở lên hình làm gì? Có muốn không? Mặc đồ hả? Muốn thì ở trên lầu. Nhiều khi độc lạ lên hình nổi tiếng sao? Nữa mình để dành là muốn ở trên lầu. Có chỗ nào nó ngon quá, ăn cháo mọi người. Chị chỉ đi, cho chị đi chỉ lấy muỗng đi. Con ăn hết cái đấy chưa? Ơi. Coi TV không? Coi TV không á? Ừ coi đi. Con ăn hết cái đấy chưa? Không, chị mua nha, coi TV. Ừ. Mua mặc áo vô cho ấm á. Mặc áo đi. Cho lê cờ mon đâu? Chết mồ. Em bỏ hàng rồi. Thôi gì cả. Ê em ơi nhà có cái gì không? Đền ở trên nó có bị gì không? Có sợ gì nó bị làm đổ không cái gì không? Có cái gì sợ cái thằng quỷ nó quậy lắm đâu mà. Ai vậy? Cho cái mũ. Có gì để lên cao sáng không có sợ nó làm đổ. Thằng cái đó đúng rồi luôn. Cho nó xuống cái để đi. Cho nó đặt trên cái cho sang một. À ok. Ừ. Kệ đi cô ơi. Chỗ nhiều quá. Bố đâu mới thấy hình.
hai cái gì đó rồi hai cái gì em hết rồi cháu cháu vịt mà lòng heo hả? Ừ, rồi sau em bỏ cái lòng heo vô. Là cháu lòng vậy hả? Ờ, vịt ở trên kia kìa. Làm cháu ơi, ăn chứ. Em chưa làm gỏi vịt, ai lên làm gỏi đi. Em cắt hết rồi. Gỏi vịt làm sao? Làm ăn cháo không đi ngon. Gỏi vịt. Gỏi vịt không từng nghe đó. Chị chưa ăn hả? Cô ít biết đồ Việt Nam hả cô? Việt Nam lắm. Cô qua đây cô ăn. Hôm nay dắt chồng ông chồng theo thì vui rồi. Không, nó đau lưng con. Nó nằm dưới đất không á. Con mèo ngầm. Đang cũng đau lưng mà đi được đây nè. Đau lưng ta đi. Đau dữ phải đau dữ. Ủa sao mà nằm dưới đất? Đau lưng mà nằm dưới đất. Thì cái nệm nó cứng kiện như không. Các anh à. Nó đau liền nhiều. Còn lấy muỗng luôn, lấy muỗng. Hai muỗng, chia hai muỗng. Bỏ bên đó cho bên đó ăn nhiều. Đúng rồi, anh cuốn nữa rồi. Chút nữa cầm nữa cầm. Nãy giờ chưa thấy nó ăn á. Nó bánh này bánh cuốn. Nó cầm đi đâu rồi? Nó đang cho con nó ăn nữa. Với Hoàng cũng đang ăn. Chút nữa Hoàng vô cầm nữa. Để hai muỗng. Từ từ cầm. Hai muỗng, cho hai. Cho hai muỗng đi. Bè cá luôn. Con hoàng chưa được ăn nãy giờ đúng rồi. Giờ nó đang rất con á. Ớt không? Ớt tiêu. Nữa thôi được. Có tiêu trong đó rồi. Có tiêu rồi. À, làm nấu ngon á. Hạnh phúc đúng không? Thôi được rồi. Nấu rồi nào vậy? Nấu rồi sao? Ăn đi con. Còn bánh cuốn nè. Bánh cuốn nè. Đưa đây. Nè, bà bưng rồi. Bà ngồi đó luôn đi. Không, tôi lấy cho thằng con. Cháu rồi, cháu ơi. Cái gì vậy? Dịch. Để gì? Không, mà cho lòng heo luôn. Không. Mày quay. Thử coi cái gì nó biết ăn rồi. Cháu cũng ngon rồi. Không biết nó biết ăn không nhé. Thế thử cho nó, học cho nó. Cháu ăn cháo không à, cháu? Cháu ăn cháo rồi rồi. Tập cho nó ăn thử. Nhà đây là dân nó không ăn thôi, người Việt Nam. Cái này thì nó ăn rồi, nãy giờ nó ăn cái này. Cái nó sang nó xịn sạn thôi. Nướng nó ăn. Lạnh hay không gió mắt trời, mát nó lạnh có thì ra nó ngồi mày đâu có mà bỏ đồ ở đây nè. Nó lạnh thì sao nó bỏ. Nó sang rồi mà ăn rồi. Con ngủ gần chồng nó. Vậy hả? Cái có hơi chứ mà. Hơi vậy. Đi coi. Mong mong cho nè. Đây cầm đi. Cái này là ăn sáng nó làm nha. Cái này là sáng. Cháo là ngon thiệt. Cái này là sáng làm á. Ngon thiệt cái này. Cái gì vậy? Cháo á. Ôi giời. Tí nữa còn trộn gọi vịt cho ăn. Ăn cháo không? Em mới coi em rửa em thấy một thau salad xong để trộn. À ăn cái này nữa hả? Ngon dở đó ha. Cháu ngon lắm con ạ. Cha nó mầm ha, sáng dỗ chứ sao ha. Trời ơi các chị ơi. Em mà đương nhiên rồi sao bằng nó cả đúng ngàn like. 100.000 like rồi. 124.000 like anh ơi. Đây đó. Nó đứng quét là như vậy. Nè. Vậy cho ăn gì? Ăn cháo. Ờ đây này cũng mong mong ăn đi. Không 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 không. Lấy đi. Ăn hết lấy nữa con. Ăn hết lấy nữa. Ngươi cứ đòi ăn cháo. Vậy thôi lấy cái này cho anh Hoàng đi. Đa tài đa sắc. Ừ, đúng rồi. Trước kia, con nghe này đơn tài đơn. Trời ơi, các chị ơi. Đi đâu? Đi trên lầu kia. Đây là nấu cháo cho cái ông vô gia cư ở đâu đó. Trời ơi, con gà. Ủa cháo ngon đứng mà. Nấu như vậy đó hả? Cháo ngon. Coi YouTube đó. Sáng nấu như vậy cho người ta đây hả? Sáng cho chị. Vậy bữa nào nấu cháo cho người ta nhớ kêu chị nha. Cái tô. Cái to. Ừ. Con gà, con em biết rồi chị, gà chứ nghĩ ra. Vậy thấy ngon. Ủa nấu cháo gà hả? Ờ mình coi YouTube thấy nó làm thấy ngon ghê. Cháo thịt bằm làm cho ta ăn, nó làm cho mình. Nói bây giờ nói đó cô, bây giờ nấu nè cô. Bây giờ nấu cho mình này ngon. Trời ơi nấu gì cũng ngon. Ôi có cháo thôi mà ai cũng nấu được mà. Người ta nói cái gu á em. Này nấu được nhưng mà không ngon bà. Cái này mà đưa chị Sưng nấu là chắc rồi hả? Cầm ăn không? Nó không, mình ăn cái chén của con mình rồi, không sao. Ừ, đưa cho cái, cho ta Hoàng. Các anh ơi, nhậu với cái này nữa nè. Đậu phộng mà... Đậu phộng nguyên một cái thau đậu phộng tôi thấy á. Ôi trời ơi, cô. Nè, cho mấy đứa đây. Ăn ship không? Mamo. Ăn gì? Mamo đang ăn. Bị allergy hả? Cầm ơi, hình như chị Xuân ơi, hình như con chị kêu kìa nó chắc không ăn, không ăn. Hết đó để đó.
Thật đói. Không lo, tụi nó dễ nuôi mà. Ừ, bây giờ có nắng lên rồi nè. Cho nắng lên đi, cho nó ấm. Rồi, đã rồi. Cho nó ấm, ăn tâm ra dậy dây ha. Tôi nói là, có cái cặp, tôi biểu cặp đi bỏ lô tô, lô, hô lô tô. À, đi mua đồ ăn sáng. Trời ơi, chị mua quẩy có ăn đâu. Bữa nào cũng ép mình ăn sô-cô-la. Cái thằng bánh hào phải do ăn sô cô la. Em xấu thì mà rủ mấy người xấu theo chứ sao. Ủa vậy á, à, bây giờ mới biết ác ý. Ờ, con này khó dụ lắm nha. Ừ. Ha. Dễ dụ không? Kêu cái thằng quất liền à. Thôi tôi đã nói là tôi nhắn ở trên, tôi nhắn là không ăn mà. Rồi nói ông ăn mà nó cũng kêu quất luôn. Dạo này đúng có chuyện, đúng có ngang đâu. Gạo. Nhưng mà không ngon ha, làm kỹ mà không ngon bằng ha. Về ha. Trời ơi. Đúng rồi, gạo của mình nấu mình ưa gan. À, người Việt Nam thì hay làm vậy, bắt người bắt không làm vậy. Cái này không có rang. Cái này đâu có rang. Cái này không có nhựa. Nó đẹp nhưng mà nó không có quẹt vào nhau. Tại vì quen nhưng mà nó không giữ bên nhà quê làm. Nhờ cái hiệu này nó bán cả xứ quỷ sao vậy? Em mua leader đó mà. À giống đâu. Không mua uống. À uống hả? Uống này không? Nè, rượu này con. Uống này không? Thích nhiều. Cà phê còn đó. Uống cà phê hả? Nó uống cà phê nữa hả? Uống cà phê ô lê hả? Đi lên kêu cô đi lên. Ta lên nó mới nói là cà phê cho nó minh mẫn cái đầu óc. Đúng hả? Có nơi đâu vậy nữa đâu. Uống cà phê rất tốt. Nó gọi là minh mẫn. Đúng rồi, sáng mình không uống cà phê mình làm không được nha. Cà phê rồi, không có tỉnh. Không tỉnh. Đài nó mới lên làm cái gì. Mình phải uống cà phê cho nó tỉnh. Lại ăn con, đứng đó. Con non rồi. Ngồi đi, đừng có đi. Nhưng mà thí dụ uống liền cà phê ba hơi là bị say á nha. Bị say á, bị không được đâu. Ủa, lửa cháy quá rồi Xuân. Thì đó. Chị... À. Có cần chị làm gì không? Là gì? Uống cái gì hả? Không không, bỏ rửa cũng được, đâu có gì đâu, nhưng mà dục rác đi. Đây này rác này, chị không dục chút nữa. Cái này mình không có dục. Con cánh gà là lâu chín nhất. Có ba ban thang ra không mà để vậy? Chắc phải ba nhé. Cánh gà ngon rồi, cánh gà cho lên. Ba hết ra chứ. Lấy cái đồ gấp lửa cạp cái sáng có không? Đúng rồi, nướng nhất, nhiều đồ lắm không? Đây nè, cái này là gấp lửa nè chị Loan. Để còn nán mặt. Thang nè. Ê, té tí. Té. Bởi vậy ta vẫn là kem dưỡng da, tại sao ta vẫn cái trắng luôn. Dạ, cái này nó có nắng nó không có nói. Tại vì may nó chỉ cái thôi chứ nó không có phải là không có nắng thôi. Cái này cô ở trong cái ánh đèn của mình cũng là nắng. Nó không ăn à? Trắng không sao, cái đèn vàng đó nó hạ mạnh hơn. Không, Hoàng ơi, chị lấy cho em á, cái đĩa ở đâu đây? Vậy ai anh ai bỏ đâu rồi? Chị Lan. Hả? Chị đang nữa hả? Giờ nó bắt đầu cắn rồi này. Đi lên cắt ở trên đi chị Xuân ơi. Con chị Xuân không ăn gì hết hả? Cái này nó nóng, nó nóng kinh hồn luôn á. Lau chùi thì nếu mà bị tay nóng quá mình sẽ để lên đây nè. Đó, cái kem bây giờ nó nóng quá nó làm việc nhẹ. Nó kem được đâu nhỉ? Nó cho ra thất nghiệp luôn. Tháng thì nó cho ra thất nghiệp luôn. Chờ chút. Không biết là những tờ mấy ký ấy đây ạ? Hả? Mấy ký sườn luôn à? Nhiều. Còn bọc cùng tôm nữa.
nhạy nữa. Khi mà bệnh mà mình cứ đau rồi, đi chuyên gia, đến nhà đi bác sĩ rồi. Phải chờ rồi. Nó tên gì? Kêu nó coi. Kêu nó, kêu nó đứng vô đây. Nó có chơi, đứng lại đây nó làm này nè. Kêu nó chơi chứ đừng có chơi. Hả? Ăn xong chưa? Ok. Bỏ lên đây Nick ơi. Nick bỏ lên cái chén này trên đây. Kêu thằng Lưng vô đây, kêu thằng Lưng vô đây lượt. cho mấy đứa nhỏ ra nướng hả? Ừ, cho nó chơi này, nó nướng cái này đi. Ôi, nó sao mà nướng. Rồi lớn papa. Ba về chưa? Chị Thế ơi. Ba về rồi hả? Đâu? Ba đâu? Chồng em về rồi hả chị Xuân, thấy không? Không thấy. Ủa? Đâu? Rất là thơm á. Thơm lắm. Không có quyền đâu, ăn bệnh mà bỏ đuổi người ta là cái đó là nó... Quý cha nó không nhận nữa. Không, tại vì cái thằng chủ không có quyền đuổi. Em bé này có muốn ăn không? Tên là tên em Na chứ. Trời. Đây, còn hai em bé này đang là xếp hình đây. Ôi, hai em bé này á, gặp đồ chơi cái là xếp hình này nè. Xếp robo. Lên TV cái kênh nào, hôm nay ơi. Rồi đây, con trai này đẹp trai hứa nè. Đây, em này cũng đẹp trai quá nè. Nhìn giá nhát giống nhau. Nhát giống nhau, ừ. Hả? Nó nói gì đây? Ờ. Con trai chị Loan đang là nướng á. Nướng sườn luôn kìa. Nhưng mà nó nghĩ là nó mười mấy năm á là ít nhất một người là cũng phải sashiki đồ nướng tụt. Nhưng mà quái nhiều khi quái những người ấy nói chuyện thôi, nhiều khi trong ấy quái ra không hiểu luật ra không quá luôn. Người ta khôn quá bắt đầu. Áo thì lạnh đó nha. Ôi khổ. Ủa mà ông chồng em chưa có ăn gì hết á. Ông chưa ăn gì hết luôn á. Em làm đi. Anh làm. À quên. Ăn này chứ đi ngon đó. Đây các anh ơi, ăn cái thử cái này đi, uống rượu hơi bị ngon á. Mua Việt Nam á hả? Dạ. Chị Loan ơi lấy cái đũa bỏ vô trong cái thau này chị. Cây vừa cây. Nhậu trước đi ăn cháo. Nhậu đi. Cái đũa lạnh. Ờ hay là cũng mà kẻ nó chết á, bỏ phát không có phát là chết luôn. Lạnh vậy. Cái ngoài nó chống. Đây. Mời các anh nha, còn mấy chị à? Đây mấy chị nữa. Ăn rồi nãy giờ ăn xong rồi, ăn mấy trăm rồi. Nướng rồi tụi làm luôn nữa rồi. Đây. Bây giờ cứ ăn đi. Dạ. Cứ ăn tự nhiên nha. Đây chị Loan ơi, cô ơi. Cô ơi. Nè. Chị Loan. Cắt đủ rồi con ơi, khỏi mở nữa. Không mở, mở ra ăn hết luôn đi cô ơi. Rồi. Ăn chỗ này trước đi, đừng hồ nó ủi yếu quá. Nó yếu quá. Gió nó yếu, để tí nữa, tí nữa. Đứa đổ nữa. Làm bánh cuốn cho nó đẩy đổ sáng hết ráo. Thì chia qua đó. Dạ, dạ. Làm dĩa bánh cuốn cho nó mềm hết. Dạ. Sáng là chia bớt không? Chia bớt qua đó. Thôi, cứ để đấy đi ăn. Kệ. Bánh cuốn là cháo rồi nữa. Em ơi. Đó. Anh không ăn bánh cuốn đâu. Anh ăn hả? À, nướng thịt luôn hả? Đâu, đang nướng thịt. Nướng rồi đâu, nướng thịt mà. Ăn thịt cháo đi. Bánh cuốn á, chồng em không có thích. Ăn cháo cháo ăn sáng cháo. Cháo ăn thì thế ăn từ nướng đi. Không, thường là nướng ngoài á, lại cho nó chín dày quá nè. Nướng lâu chưa chị? Mới nướng rồi. Mà nó thấy dày quá rồi sợ không chín đậy nó lại. Đúng rồi, nó hơi lửa nóng quá nè. Trường ơi, trời cháy. Em nói rồi mà cái này cái bếp của em nó nóng dữ lắm. Lương dở được không con? Coi chừng nha. Đậy nắp rồi. Rồi được rồi kìa. Được rồi đó. Đây vàng ươm luôn mọi người ơi. Il me reste juste le chapeau et je deviens beau plus bon. Trong môn nó mọc hả? Chút nữa cắt về ăn. Ơi, nó về ăn chi để làm kiển đẹp. Thôi nó để nó già.
À, để chị cắt gà lên đi con. Đâu biết làm đây là nha. Ủa sao để cái chính để lên mặt lên rồi hồi đẩy lại nó cái trên nó không nhảy. Không, nó không có cháy. Mà để lại đẩy lại vậy thì nó nóng á. Nó chín. Vậy là để lên rồi đẩy lại cho nó chín. Nó không khé hả? Không. Ở nhà mình cũng có nắp đậy mà mình không bao giờ đẩy, mình sợ nó khé cái chổng. À không. Để cho nó nóng ở trong giống như mình khung á, mình quay. Nhan sung không? Vậy mấy miếng này, mấy miếng trên này, mấy miếng này khỏi lấy cô mua nó thèm á. Chị luộc chưa? Cái đấy ngâm sau đó phải luộc á, lâu lắm. Dạ. Luộc lâu. Phải ngâm cho nó là đậu khô mà, đậu phộng khô mà. Tươi nhưng mà nó đã sấy khô. Vậy phải ngâm hả? Mai mốt phải biết mai không ngâm chứ. Dạ. Mới luộc. Luộc, nó mới luộc. Biết đâu. Không biết ăn cái đó. Ai biết ăn cái đó nhưng mà cầm ơi. Có nai nhảy qua nó gọi là hổ nai. Cầm ơi. Nè. Nè. Cơm cháy chà bông. Cái này á nhà làm mà không yên tâm nha. Ừ. Nè 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 chị Xuân ơi. Đâu rồi, bà Nghêu đâu rồi? Ê, đi ra chụp hình này chắc. Ờ, ngon đúng không? Ủa, người đẩy đại cái trên nó không gớt hả? Không. Không gớt. Ờ, con kéo xuống đi, con kéo xuống cho ta coi. Con kéo cái nắp nè, con đẩy cái nắp lại cho ta xem. Để cho đầy đi vậy con ha. Để cho đầy á còn dưới. Dạ, đó nó vậy đó. Vậy dưới nó dặn giữ hơi nóng như miếng kia hồi đúng rồi. Ờ. Nó không cháy. Ê, để thêm nữa đi. Ừ, nữa. Để cho đầy hết. Nhưng mà ở dưới này là phải chở lên á, chở mặt liền nữa không nó cháy nè. Lại nó cháy không? Để lên cao. Để lên cao. Lại nó cháy à. Giờ nhiều khi mấy ông ấy chống mình không biết gì. Rồi chống mình nói hai cái độ thôi. Phải chống mình nói vậy đó. Cũng khá nha, lại anh nói tiếng Việt khá là nó ăn bạn kia nó qua 9 tuổi rốt cuộc bị tiếng Việt nói lỡ nhiều câu mà cách sao không có tôi. Có thể là cái đầu óc của mỗi người thì nó xin. Đây các em ăn thử coi nó được không? Đây ở đây. Dần lắm. Mày lớn hơn con hàng mấy năm ngày à? Lấy ra đi chị Loan ơi. Chị Loan lấy cái ở trên xuống đi. Đẩy ra. Chết đi hết bây giờ con. Đúng rồi. Chín chưa? Chín rồi. Đó. Chín hết là thịt này dày quá ha. Sườn dày quá. Ừ, nhưng mà chín rồi, ngon lắm. Ăn đã luôn ha. Cái đấy nó có nhiều miếng á, có gì cô hay mình lấy cái miếng khác để chung cắn cà để khác đi để riêng. Không, có nghĩa là cái trong này có nhiều miếng đó, con để riêng. Ủy. Nó già hả? Đó, cái này để lên xong rồi bỏ cái mới vô là ngon. Đó, mấy anh ăn thử kêu vừa ăn rồi. Không phải, chị cầm ngược thôi. Không, biết rồi cái tay kia chị làm nó cứng, nó bóp rồi nó cứng quá. Chị bóp rồi không nổi. Nó cứng quá chị bóp không nổi á. Mấy cô gái trẻ đâu? Mấy cô gái. À, nếu cô gái trẻ để dọn bàn. Có mình Nghêu là cô gái trẻ hả? Có mình Nghêu đang là độc thân à mọi người ơi. Ai mà muốn liên lạc thì có số điện thoại. Chị Nghêu ơi, để lại số điện thoại không? Chị Nghêu đọc số điện thoại đi. 0463 gì đó mà. Nó ai muốn thử tìm hiểu. Ôi nhưng mà tìm hiểu như thế nào? Facebook tên gì? Facebook tên gì? Facebook tên gì? Nghêu Trần. Nghêu Trần mọi người ơi. Mọi người cứ vô đó tìm hiểu ha. Muốn biết là cứ phải tìm hiểu. Ai ăn thịt không? Dạ.
xương ngon hả? Vừa vừa chín rồi đúng không? Cô đang kính chỗ này. Chín rồi phải không anh? Chín rồi, chín rồi. À, dạ cô ơi, cô lót mà miếng một miếng giấy ở dưới, sau đó rồi cô để cái đó lên, nó không có chảy mỡ. Đây đây, cái này nè, một cái đĩa, lót một cái đĩa ở dưới. Đây, đó. Chín rồi hả? Không. Chín rồi ạ. Anh này anh bốc mới ngon, đừng ăn đũa anh mà cầm tay nó ôi đây được 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 qua là đâu rồi cái nàng đẹp kia đi đâu mất tiêu rồi. Đi lên úp thịt. À đi lên ướp á hả? À úp thịt. Ờ. Cắt ra. À mà nói ra không để cho chị Nghiêu. Nghiêu để nguyên. Đậu con như vậy sao làm? Phải cắt râu ra thôi. Không, nguyên con bự lắm. Bự quá nó đem lên cho nó làm rồi. Ừ, có số không kìa? Số tí nữa em làm. Bây giờ chỉ cắt ra thôi để bỏ nướng. Không. Cái vấn đề là chết liền mà nó chết từ từ mình mới khổ. Xong rồi để nhìn đó, mình cứ kiểu như là lo vậy. Ừ đó, cứ lo vậy nhưng mà không ăn có sống.